Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nấu ăn của mình nha. Thì hôm nay là mình tiếp tục vào bếp chia sẻ cho các bạn làm một cái món đậu phộng chiên muối. Thì cái món này á, là các bạn thấy làm lên để nhậu nè, ăn vặt hoặc là ăn cơm cũng ngon lắm luôn á. Thì cái đậu phộng của mình mua thì nó không giống như đậu ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì mình mua đậu nó hồng hồng ha. Cái đậu này nó cái vỏ nó màu đỏ các bạn, đỏ sậm lắm. Lúc đầu mình cũng thấy hơi lạ lạ tại vì mình cũng chưa có xài cái đậu này bao giờ hết á. Rồi ở đây là các bạn chuẩn bị cho mình là 200 g đậu phộng nè, các bạn thấy không? Cái vỏ nó màu đỏ ha, rất là ngộ ha, nhưng mà lại làm lên rất là ngon. Và một muỗng cà phê bột canh, dầu ăn nữa nha các bạn nha. Thì các bạn có thể không có bột canh thì các bạn sử dụng một muỗng muối cũng được, một muỗng cà phê muối cũng được. Ở đây mình sử dụng bột canh này nè. Bột canh thì mình thấy nó không có mặn như là cái bột muối. À, đậu các bạn thấy màu đỏ sậm không? Nhìn y như là rang rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình chiên đậu nè. Thì cái món ăn này rất là đơn giản, làm mà để được lâu nữa. Mình ăn cơm cũng rất là ngon. Nhiều khi bạn bè đồ nhậu á, hoặc là mình để mình ăn vặt cũng rất là ngon luôn. Rồi dầu của mình chế vô vừa phải thôi, các bạn đừng có chế dầu nhiều quá ha. Thì dầu nhiều quá khi mà mình chiên xong á, mình vớt đậu ra mình bỏ dầu thì cũng phí lắm. Mình để chế vừa thôi, không cần thiết phải là ngập đâu. Các bạn thấy cái hạt đậu ở đây nó khác hạt đậu ở trong Sài Gòn ha, nó đỏ. Mình mua ở Hà Nội nè các bạn. Lần đầu tiên mình cũng thấy cái hạt đậu như vậy nè. Đó. Thì mình rang với cái lửa là 160 thôi nha, đừng nóng quá mà đừng có là nhỏ quá nha. Thì hạt đậu nó chín dần, chín vừa vừa. Thì khi các bạn chiên lên như vậy thì các bạn thấy cái vỏ nó nứt ra dần dần đó là cái hạt đậu mình nó bắt đầu chín nha. Khi nào mà cái vậy cái vỏ mà nứt ra rồi thì các bạn thấy cái phía trong đó là cái hạt đậu nó ngã ra màu vàng sậm. Thì hạt đậu mình đã vừa chín vừa rồi đó, đừng có để cho nó đậm quá, nó đen quá thì nó sẽ bị khét, nó đắng. Mà nếu như mà nó trắng quá thì nó sẽ không được giòn, nó không ngon ha, nhớ phải canh lửa nha. Các bạn thấy bây giờ cái hạt đậu của mình là nó vừa rồi nè, nó đã ngã ra màu vàng đậm rồi. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra cho nó ấy dầu ra ha, bỏ cái dầu này nha. Giờ vớt ra cái rỉ này để mình bỏ cái ra mình thì nó rút dầu á. Các bạn thấy màu nó đen màu lùi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào chảo là mình đổ một muỗng muối vào, mình sẽ rang lại một với lửa nhỏ thôi, lửa khoảng 100-120 thôi nha các bạn nha, là cho để cho nó muối nó thấm vào. Thì các bạn biết không, muối canh á, bột canh này á, mình xài thì nó không có mặn như cái muối bẹ muối bọt của mình. Thì các bạn nào không có bột canh thì các bạn có thể bỏ muối ít lại xíu nha. Rồi đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nè các bạn thấy. Cái này là ánh đèn nó đen nha chứ không phải là khét đâu, mình không có rang khét. Rồi chút xíu mình sẽ cho các bạn coi nè, là coi gần thì nó sẽ không khét nè. Khi mà mình để tay mình bóc cái vỏ ra nó giòn lắm, nhưng mà các bạn nhớ để nguội nha, nguội thì mình bóc vỏ nó mới giòn nha. Đó đó, tuột vỏ là màu vàng, nó vàng đậm như vậy á, thì nó vừa lắm luôn các bạn, rất là giòn luôn đó, thấy không? Nhưng mà cái hạt đậu ở Hà Nội này nó rất là ngon các bạn. Lần đầu tiên mình ăn luôn á, mình thấy cái vỏ lụa của nó màu đỏ thì mình thấy nó lạ ha. Nhưng mà ăn nó rất là giòn luôn á. Hình như là nó phơi thật là khô, khô tới hay sao á, mình chiên lên nó giòn lắm các bạn. Nó rất là ngon. Rồi mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi một cái video này. Chúc các bạn thành công với món đậu chiên muối nha. Làm để được lâu nè. À, để cho gia đình mình sử dụng ha.